Light Finance, the world of financial freedom. Quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Light Finance. Quý vị thân mến, chiến lược giao dịch hành động giá, hay còn gọi là price action, là một hình thức giao dịch mang lại lợi nhuận tốt nên được nhiều trader lựa chọn. Những yêu cầu và nguyên tắc của price action khá đơn giản và dễ thực hiện với cả những trader mới. Vì thế trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp bạn nắm các nguyên tắc của chiến lược giao dịch này. Chiến lược giao dịch hành động giá hay còn gọi là price action là gì? Giao dịch theo hành động giá có nghĩa là dựa trên biến động giá của một tài sản để đưa ra các quyết định giao dịch. Đối với một nhà giao dịch hành động giá, giá cả chính là nguồn thông tin duy nhất của họ. Các trader sẽ sử dụng lịch sử của biểu đồ Forex và thông tin giá cả theo thời gian thực tế để có thể phân tích và quyết định một điểm vào lệnh tốt nhất. Trong đó, các yếu tố cần quan tâm là giá bid, giá ask, khối lượng vào lệnh, v.v. Dựa vào đây thì trader đưa ra một điểm vào lệnh thuận lợi, làm sao để kiểm soát rủi ro và tăng khả năng kiếm lời. Những nguyên tắc cơ bản trong chiến lược hành động giá đó chính là thành thạo các kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ Forex theo hướng từ trên xuống. Nếu không làm tốt việc phân tích cấu trúc thị trường, các chỉ báo kỹ thuật, rất khó để có thể theo đuổi chiến lược này. Lưu ý chỉ có một số chỉ báo cần quan tâm trên biểu đồ, ẩn những công cụ không cần thiết. Nếu bạn nhìn một biểu đồ rối rắm, bạn sẽ rất khó phân tích chúng. Xác định rõ xu hướng thị trường và lịch sử biến động giá là một nguyên tắc quan trọng của chiến lược này. Trong đó, các mức thấp, mức cao, vùng hỗ trợ, kháng cự trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng gần nhất, nếu không thể xác định rõ hướng đi của thị trường, bạn sẽ khó để có thể quyết định buy hay là sell. Cập nhật kịp thời các tin tức của thị trường, theo dõi kinh tế để có thể bắt kịp các xu hướng thị trường. Như vậy, bạn có thể đưa ra các dự báo chính xác và có kế hoạch để phòng cho những cú xoay chuyển bất ngờ có thể xảy ra. Dựa vào các phân tích biểu đồ, xem lịch sử biến động giá để đưa ra các dự đoán động thái tiếp theo của thị trường và cuối cùng là đưa ra các quyết định mua bán đúng đắn nhất. Ưu điểm của chiến lược theo hành động giá đó chính là đơn giản, dễ thực hiện. Ngay cả với những trader mới, những phân tích đều dựa trên lịch sử rõ ràng của một lệnh thị trường, có thể áp dụng chiến lược này với bất kỳ cặp tiền nào. Tuy nhiên, chiến lược theo hành động giá cũng có những hạn chế, như là đôi khi bạn không tránh khỏi việc ra quyết định dựa trên ý kiến chủ quan. Những nhận định về tín hiệu giá có thể không hẳn là một tín hiệu thực sự tốt, hoặc là bạn cũng có thể sẽ gặp những tình trạng khó khăn để xác định toàn cảnh thị trường với những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Ngoài chiến lược theo hành động giá, còn một số chiến lược khác có thể phù hợp với bạn, như là chiến lược giao dịch swing, chiến lược giao dịch ngày, chiến lược giao dịch theo xu hướng, hay là chiến lược giao dịch lướt sóng. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong chiến lược theo hành động giá. Việc hiểu cặn kẽ những nguyên tắc của chiến lược sẽ giúp bạn giao dịch thuận lợi và tăng thêm cơ hội kiếm lời. Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.